Ông mới nói chứ là ngồi ăn ông uống bia cái em mới nói chứ anh lãnh lương vậy hôm nay anh cho em tiền để mai đóng tiền đó, là nó kêu đóng tiền để đi đi cái ngày hẹn em đi thi thi cái bằng neo. Em nói ủa sáng em nghe anh nói hôm nay anh làm anh đi được lãnh lương mà. Em nói lương gì mà lương hai tuần được nhiêu đâu mà lương. Trời ơi, chị coi á chị Quỳnh. Cái em nói gì chứ. Nhưng mà anh có lãnh không? Có, nhưng mà có được nhiêu đâu. Cái em nói trời ơi, thì nhiêu cũng được mấy trăm. Thì từ lúc em qua Mỹ tới giờ anh không có cho em được gì. Thì như có mấy trăm đóng tiền, như có 200-300 gì mà. Thì em cho anh tiền. Bà học thì tự bà lo đi, còn tôi làm thì cậy tôi. Rồi anh thắc chị coi vậy. Rồi sao chị? Cái nó thôi nếu anh nói vậy còn gì nữa vợ chồng sao anh nói chuyện gì kỳ vậy mượn tiền cái gì anh cũng không có lo được cái gì xong đầu kiếm chuyện với em chị kiếm chuyện với em qua mai kiếm chuyện với em cái em tức quá cái em mới nói chứ bây giờ nếu anh nói vậy anh cảm thấy anh sống đây không được mà cũng hên chị cũng hên em đi qua bên em á ở bên đây đi qua bển tầng thì ở bên đây nó gửi thẻ xanh về cho em để thấy xanh mà gửi cho em mừng năm để thấy xanh cho em với con em á thì anh ba ông mới điện ông nói thẻ xanh Minh về này nè để anh gửi qua thì anh ba ông vừa học cái anh nói dạ anh ba gửi qua giùm em ông gửi qua thì em vừa nhận được thẻ xanh 2 ngày á là như bên đây anh ba ở bên đây em đi qua bên đó được 1 tuần là nó gửi thẻ xanh về đây cho anh ba thì anh bên đây anh ba gửi qua bển 5 ngày thì em vừa nhận được hai thẻ xanh lấy được hai thẻ xanh em đưa cho chị dâu em cất á là được 2 ngày qua ngày thứ 3 ổng kiếm chuyện với em ổng hôn là ổng không đi làm mà ở ổng không ở đây nữa ổng đi về bên trở ngược lại bên đây ổng ở cái em mới nói vậy sao anh hứa mình bảy ở đây luôn rồi vậy là chị coi đó là mua cái vé của ổng đi khứ hồi là ổng bỏ rồi là bỏ cái chuyến về bởi vì nếu mình đi xa đi mình gia hạn đằng này hay là ổng sao đây em biết là coi như bỏ rồi tiền lãnh nè để tao mua vé tao đi về cái em nói chứ trời sao anh nói chuyện nghe thì cũng phải nói nó đau lòng dễ sợ luôn vậy á cái ổng nói vậy chứ là mẹ hứa với tao là qua đây mua xe có công ăn chuyện làm giờ qua đó anh mày có lo được cái gì không trời chị Quỳnh nói sao chị Quỳnh em chỉ biết khóc thôi em cũng không nói gì em chỉ biết khóc em nói thôi nếu mà muốn đi được thì em cứ đi đi coi như hết tình hết nghĩa là cũng em cũng còn tiếng nào để em nói với anh mà có nói với anh em cũng không nói được cái gì hết trơn thôi bây giờ anh muốn đi gì bên đó anh ở thì anh cứ đi rồi xong cái chị coi cái bắt đầu cái tối rồi đó cái em giận em nói vậy cái em đi lên trên âm của em thì ở dưới là anh em ở trên trên lầu đi lên trên anh ở đây ổng đi lục tủ lục đồ ổng kiếm thẻ xanh của em đó ổng lục cái em tối em xuống em thấy gì đâu mà tủ lục tùm lum hết trơn á cái em cũng nói cho em cái em nghi nghi vậy nha cái bà chị mà hên bữa đó em đưa thẻ xanh cho chị dâu em nghe tất giùm mọi nha tại mình không có nghi là cái gì tự mình nghĩ mình ở đó thì bà chị dâu thì bà cất thì nó an toàn hơn chứ không có nghĩ rằng là cái gì nhưng mà đến khi chuyện đó mình mới nói là mình hên đó chứ nếu mà ông lấy cái thẻ xanh đi rồi là cả người cuộc đời mình cũng xong luôn rồi đó mà cũng hên đó nha chị thẻ xanh em 10 năm chứ 2 năm ông dám ông trục em đi về Việt Nam rồi đó ông cũng ghê lắm chị ơi ông công nhận em thấy thiệt sao cuộc đời em hai người ta nói người trước cái xui khổ gặp người sau ấy còn em người sau nó còn tệ bạc hơn đó rồi ông đi em đâu có ngờ ông đi đâu chị Quỳnh đêm đó trời mưa đi là về thì em nghĩ là ăn uống rồi xong xuôi thì thôi em đi vô phòng võng hồi mà đang uống bia kệ ổng em đâu biết đồ ổng bỏ qua ly ổng dọn sẵn này kia nọ gì đâu chị ở ngoài đây cái tới chừng 10 giờ mấy á cái em ra em thấy ổng em nói ủa sao ổng ngồi ổng uống im họ ổng im không thấy gì hết em mới ra em mở cửa em ra nhìn em thấy ổng em tưởng ổng đi đâu ra ngoài đường ổng mua đồ hay này nọ đó cái em ra em thấy cửa cổng rồi cũng không thấy đóng cửa đồ bình thường ủa mà sao ổng đâu
cái sợ tự nhiên có linh tính nữa, ủa hay làm cha này thì chả cuốn đường chả đi là ta, cái tự nhiên em trong lòng em giống như là mình cảm giác giống như là mình đuổi ổng á, rồi mình rầy rứt vậy chị, ức khóc chị khoe khóc kiếm vòng vòng đó, chừng vô lục đồ thì thấy qua đi rồi, qua cái qua ly đồ của ổng, ổng đi mất tiền cha nó rồi. Em chạy lên em nói là chị dâu em nói chị bảy em khóc quá rồi, cái biểu nhỏ cháu á, con chở cô chính ra sân bay con chở cô chính ra sân bay coi có ông ngoại không này nọ, để kêu ổng vàng này nọ, đâu có điện thoại ổng đi, ổng tắt điện thoại ổng máy này nọ, ổng không có liên lạc đâu luôn, được cho nên mình đâu rồi được. Thì cái nhỏ ra để con dẫn cô chiếm đi tới, nó nói tiếng Việt đâu có lần đâu, tới cái chỗ mà ông làm thì bước ra cái đi cái 5 phút rồi đi cái chỗ mà thì ra gõ cửa thấy có cái ông nào còn đó, hỏi chứ là có thấy em ra, nói chứ không chịu về rồi mà đâu có làm đâu, bữa nay đâu có làm đâu, trời ơi đầu khóc. Nói, cô chiếm kêu con chở cô chiếm ra ngoài sân bay mà biết cái chỗ nào, phải biết cái chỗ nào mới được cái sân bay nó rộng mà phải biết cái chỗ nào. Rồi là em biết ông được trời, chị biết nguyên một đêm đó em khóc quá rồi, khóc em nói chứ chờ em gọi điện về mà ác, cái em gọi về nhà cho ông anh thứ ba, ông cũng không nghe máy luôn. Lần cha này chả gọi điện về cho báo trước, ông nói là bên ba thì anh em hất hủi ổng, chửi ổng, đuổi ổng, xô ông là ổng ở không được nên ổng đi nữa, chứ là sao không biết nữa. Thì sau này em qua bên đây là bên đây mới nói đó, là ổng nói ổng vô khống vậy đó chị. Rồi xong giờ bên đây chờ em ngu dễ sợ ổng đi về nay ba ngày sau em mới được từ thẩm thì ổng cái ổng mới nói chuyện với em, ổng nói bây giờ á thì nếu em nói em thương anh á, em đi qua đây với lại em đi về chồng thì em quay về đây em ở lại với anh đi, anh thuê nhà được rồi nếu em chịu qua anh thuê nhà mình không ở. Cái em mới nói bây giờ anh hỏi anh qua bên đó, anh nói anh không có khả năng thuê nhà ở, bây giờ qua anh ba cho em ở mà không cho anh ở thì vậy rồi sao, thôi anh quay về đây đi, công chuyện ăn làm thì từ từ, cái những còn xe cộ trời anh thấy không, đây có nhiều người anh không biết, người ta còn không đi xe thì mình mua mấy hồi từ từ rồi mua, em cũng xuống nước ngọt, em cũng nghĩ ông không chịu. Ông nói anh đi làm, em thấy anh đi làm hàng Việt Nam về cái chân của anh thì nói chung ổng mang về ống á, cái nước á làm sao với cái chân ổng lỡ thì mấy bữa anh thấy thì em cũng xót. Ổng nói chuyện ngọt lắm, không chửi em, không gây gỗ giống như mấy trước kia thì em không có nhủ lòng em đi chở ngược về bên đây nữa đâu. Cái trời còn gian nan đoạn trường nói chị Quỳnh ơi, cái đài cái nghe vậy năn nỉ bây giờ anh thuê nhà rồi, bây giờ em nhất quyết em qua đi là anh sẽ đi thuê nhà ngày mai á, anh đi thuê nhà rồi hai chồng mình ở mình làm lại từ đầu bên đây, vì bên đây ví dụ gì nữa anh cũng làm lâu rồi chứ bên đó chờ biết chừng nào nhà hàng Nhật nó kêu làm nhà hàng Việt Nam thì anh làm không nổi, rồi tiền đâu anh lo cho em, tiền đâu mua em qua phải mua sơn ăn tùm lum hết trơn á này nọ. Thì em suy nghĩ thì ông nghe ông nói thì cũng giống như người mình giống như nhẹ dạ hay bị giống bùa yến gì cái cũng nghe theo, nói là thì thôi để anh nói vậy, để em nói với bà chị bảy với anh bảy em, cho em nói với anh bảy em. Cái ông nói bây giờ anh nói cho em nghe, chuyện chồng á là cũng em chọn ở nhà không, đến khi em chọn cái ngày mà em chọn ở nhà ổng, em lấy ổng đến cái ngày em cưới em mới cho cái ông anh em bên đây biết đó chị Quỳnh. Ông anh bên đây ổng giận, ổng không có cho tại vì ổng đem ông nào về em cũng không chịu hết trơn á, thì tự nhiên đi chịu cái ông cô hồn này thì cái rồi qua đây thì thấy như vậy nữa. Ổng nói bây giờ á nó ở bên đó thì kệ nó đi, nghĩ á nếu mà đi rồi á thì khó mà quay lại lắm em á, lần nào cũng vậy á, anh nói rồi đó nha. Cái em nói vậy chứ thôi giờ nếu như vậy á, cái thằng con em, cái thằng ông anh nè em mới nói chứ thôi giờ nếu mà vậy á thì em đi một mình em, thằng Hậu để ở đây nó đi làm với anh, rồi khi nào mà để ổn định đi cho thằng Hậu nó tính, thôi để nó ở đây đi. Cái đầu cái con em nó không chịu, nó nói không, mẹ con đi đâu rồi con đi đó, con không có để mẹ đi mình, để nếu mà qua bển không được thì hai mẹ con quay về với cậu đó. Cái chị dâu em nó cũng giận, mà nói á, chị nói cho Minh nghe nè, bây giờ cái thẻ xanh của Minh đầy đủ, Minh đâu phải là Minh ở gì, thì ổng hù em chị, ổng nói là giấy tờ với lại mình nói mình giấy tờ mới qua nữa, mà nếu mà vậy không có ở chung nữa cũng sợ đó.
thì bà chị dâu thì nói chung thì không biết cái tâm lý của ông anh chị dâu em có sợ không hay là không biết, thì cũng nói là thôi do quyền quyết định của em. Một bên nữa đi qua mới có ngày thứ ba thôi, để mới cái ngày mà ổng ở bên đây, ổng đi 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 qua quả nở ngày thứ ba thôi đó. Thì tối bữa đó đó, tại vì ổng điện nói với em là ổng còn thiếu nợ ở bên đây mấy ngàn. Trời, chị Quỳnh nghe không, cho nên á giờ chắc anh không đi qua, anh bảy anh nở quá. Bây giờ anh còn nợ chị Dung mấy ngàn. Chị Dung là chị của cái thằng Tý đó, bảo bên đây giống như bảo qua đó lâu, bảo đi viện nó lâu rồi, bảo giống như bảo cho mấy người mà không có tiền hưởng vậy đó. Anh mấy ngàn à, giờ phải có mấy ngàn trả nợ mới được chứ, đi chứ không trả nợ. Trời, thì nói chung cái em cũng nói với bà chị dâu em, với lại ông anh bà chị dâu em mới nói, cái em mới nói thì giờ nếu mà anh thiếu bao nhiêu, bà chị dâu hiểu chứ, bây giờ mình phải hỏi nó cho rõ ràng, bây giờ ở bên đó nó sống như thế nào, nó thiếu ai tiền gì thì gì nó phải khai ra một lần hết đi. Một khi đã bỏ cái chỗ đó đi qua chỗ khác làm ăn lại từ đầu thì mình phải cái gì mình cũng phải dứt khoát hết ở bên này, chứ đừng có dây dưa, tại vì chỉ người tàu tàu mà người ta đâu có nói chuyện hai lần đâu chị. Nếu mà như vậy bảy cho mượn trả cho người ta đi, rồi qua bên đây á, làm từ từ, khi nào có tiền rồi trả lại cho bảy từ từ. Cái em cũng nói với ổng vậy, xong chịu qua được ngày thứ ba, dâu em với lại ông anh em á mới hỏi, bây giờ nói cho rõ ràng đi vậy đó. Rồi nói đầu mới nói ba hồi thiếu 2.000 lòi ra thành 3.000, rồi bây giờ cũng gửi về trả, trả xong xuôi. Hỏi còn gì nữa không? Không, không còn gì hết. Hỏi xe cộ gì còn thiếu không? Không còn gì. Cuối cùng đi thôi, chiếc xe cắt trả chưa hết, mà xe cắt đó cho con ổng luôn rồi. Trời, rồi lúc cậu và em đó. Em nghe vậy mà em cũng quay về hả? À, ngày ổng qua đây là lúc nãy giải, tự nhiên mất cái khúc đó đó, là cái khúc mà em quay về bên đây, ổng đi lên đây, em đi về bên đây đó. Rồi ổng nói em hỏi gì, giờ anh mướn nhà chưa, mướn thiệt chưa, rồi anh mướn rồi, mướn thiệt rồi, không em yên tâm đi. Cái nói rồi vậy không, cái đầu em nói chuyện với anh em với là chị, cái hai ảnh các chị dâu nói được rồi, vậy để sáng 7 mua vé cho hai mẹ con đi đó. Thì đi em nói vậy, anh muốn cái em cũng nói là anh gì bởi anh muốn nhà rồi, anh muốn cái nhà rồi xong xuôi rồi không à, thì qua là có chỗ ở chứ không có giống như lúc trước rồi. Hai sáng mai cái đi, trước khi đi nha anh, ông anh em còn nói một câu, suy nghĩ cho kỹ đi nha em, dù gì nữa ví dụ như bỏ hai cái vé này cũng không sao hết trơn á. Cái em nói em cũng làm thinh, em nói thôi kệ, để đi cái gì sau này rồi em tính, chứ giờ giấy tờ em mới qua nữa này nọ. Đi lên máy bay, điện thoại cho ông, lên máy bay gọi điện thoại thì còn có sóng, cái nói chuyện vừa lên máy bay chứ gì vậy, em đẩy điện thoại nói em đẩy thì đẩy về rồi, vừa lên máy bay rồi đó. Bắt đầu chị Quỳnh biết nói sao, chị Quỳnh nói vậy anh, cái hỏi gì chứ gì, anh muốn nhà gần nhà anh ta, nhà đâu mướn, nhà nào mướn. Trời, chị coi á, không có mướn nhà nào đâu mướn. Nói trời anh, rồi sao ngày qua anh nói với em là mướn nhà rồi, đi rồi giờ sao anh nói chưa có nhà, sao anh nói là chưa có mướn, nói vậy thôi chứ chưa có mướn nhà chứ bộ đi mướn, đi mua cái bánh. Nó phải chiên qua anh nói với em là chưa, từ từ thì anh coi mướn, anh nói em kêu anh là nếu mướn trước đi rồi em qua mà, từ giờ anh nói vậy. Hai mẹ con ngồi trên máy bay, ông anh em đi về rồi, giờ sao chị? Vừa nói xong máy bay cất cánh bay, chị Quỳnh nói trời, thì em xin em nó thốt mà em nói thiệt, nước mắt em nó tuôn, mất lời em nói với con, trời ơi rồi giờ lỡ làm sao. Cái qua tới đâu hơn nhà nhỏ bạn mà em ở Việt Nam em chơi, đó là cái nó đi qua đây rồi đó, nó đi qua nó cũng diễn hết mà nó qua sao đó. Hơn bữa đó thằng bồ của nó, ba nó chết đi về Việt Nam, nó ở nhà mình nó buồn, nó không dám ở, thì ổng điện cho nó đầu hơn, cái nó nói vậy thôi qua đây ở với nó đi. Rồi chị thấy chưa chị, rồi qua ở cái đầu vô nhà nó ở, chứ người điện anh ba ổng đâu có bắt máy, ổng giận, ổng đâu có cho về ở đâu. Rồi xong ở như tiên Việt Nam ở đâu được, con nhỏ đó nó cũng nói chứ thôi giờ mày ở đây thì ăn uống thì có nhiêu, cái nó thì tao cũng phụ tiền cho mày này nọ, chứ bây giờ em cũng kể cho nó nghe thì nó cũng lắc đầu, nó nói thì tao cũng không biết, thì từ ông điện tao đâu, ông Thành bữa nay ông đi về nó ma ba ổng,
không dám ở một mình, cái nói vậy thôi ta ở đỡ đi đi rồi có gì tính sao. Mày ở đỡ đi đi, chị coi ở đỡ nhà người ta mà tối bữa nào cũng uống, ngồi uống tới khuya lơ khuya lắc như vậy. Thì cái sáng thì em đi theo thằng con, thằng thằng em của nó thằng tí đi làm nail, đi theo là lúc đó mới qua, lúc đó nó trả em có 50 đồng này đó. Thì về cái thì em cũng nói với ổng mình là 50 đồng rồi, cái bắt đầu cái xong cái đầu nó đi qua qua bên đây đã đầu cái còn còn đâu ổng đi mướn nhà mướn ôn gì ổng cũng chẳng nói em, ổng gì tự nhiên đi đâu đây là cái tivi này là cái kỷ niệm, cái tivi 65 inch này nè là thì em đi làm nè, vậy nhiêu đưa cho ổng không biết, đi làm đánh lương những đi mua cái tivi này ai bán ở đâu 200 đô, trong khi ở nhà đậu mà không có tiền gì, nhà người ta tự nhiên mua tivi về làm gì vậy, mua tivi về 200 đô đem để một phần vậy. Rồi thấy thì nhiều cái thiệt phải nói, xong đâu ở đâu được chừng ba tuần mấy á, bốn bạc gần tháng, gần tháng cái em phụ tiền cho con này, cái con này nó nói thôi mày phụ tao 100 tiền điện thôi, tao không có lấy tiền mày đâu, cái em đưa nó không lấy, cái em thấy vậy thôi, nó lấy 100 thôi cũng được, em cũng cảm ơn nó, giờ mình cũng phải kiếm chỗ mình đi chứ, lẽ mình ở đó hoài. Chị coi xong cái tự nhiên cái vụ mua tivi cái em mới nói trời anh mua đồ khi nào mình có nhà mình mua, giờ mình còn đang ở bước ở đậu nhà người ta, phải chi mình thuê nhà mình ở rồi mình mua đúng không chị, còn này ở chung người ta có cái phòng không có dám làm tự nhiên tiền đâu anh đi, đã không có tiền anh còn đi mua tivi chữ anh chị đúng mẹ này kia kia nọ, ôi trời ơi thiệt tình. Rồi xong đi tắt điện thoại không liên lạc gì với em luôn, coi như là đi đi bụi đỡ đâu á, bỏ 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 hai mẹ con em trời ơi chị Quỳnh ơi, bỏ hai mẹ con em ở đó đó. Rồi xong cái đầu cái bữa đó là 20 mấy Tết 23 Tết Việt Nam mình đó là tính ở đây á, rồi chị của cái con nhỏ này nè đầu đi chợ Tết mới rủ em đi đi là nọ, cái đang đi ở trong chợ quốc tế em nhớ là chợ Mỹ, cái đầu điện cho em. Điện nói vậy chứ là bây giờ á là tôi mướn nhà rồi, tôi mướn nhà được rồi, nếu nhà tôi mướn nhưng mà về ở là phải có tiền trả, mấy người trả không, mấy người không trả thì mấy người đừng có ở. Cái anh nói vậy chứ là thì lúc có mướn cái nhà thì cũng nhỏ, thì cũng 2 phòng để dọn với nhau ở đó, là ở cái khu nhà Việt nhà cũng không mấy gì, đông tháng năm mấy mấy trăm em quên, là 600 700 gì em quên em không nhớ. Cái này mới đưa cho bà chị em nói chị Dung chị coi này coi ảnh như vậy, chị nói là thằng nó mát mẹ ơi cãi nó đi, nó nói gì nó nói, cái em nói làm khổ ghê với chị Dung bây giờ làm sao, cái em nói thôi để là cũng được, cái em nói thì giờ nếu mà muốn nói thì ở thì anh cũng làm có tiền thì anh cũng trả em, thì em cũng làm có lợi cho con em thôi. Nó không nhưng nó không có nói gì, kiểu em cũng biết trong lòng nó mà nó cũng không có nhắm nói gì chị. Xong đầu nói thì mẹ tính sao con nghe vậy thôi, lại đầu cái chịu rồi, qua 2 bữa sau đầu mới dọn qua đó ở. Đi mua giường mua nệm mua đồ thì tiền ở Việt Nam anh quay, với lại ở hôm bữa ở bên 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 anh em á đi qua đó, ổng cho được 2.000, ổng nói cho bật 2.000 đưa bà, có mua cái gì đâu mua, có gì điện thoại cho ảnh này nọ đó, thì đó mua sắm này kia nọ rồi ở ở đó. Mà em nói hả cứ đi làm, em nói bây giờ em lỡ rồi, với lại giấy tờ nó cũng mới nữa, rồi em cũng sợ rồi thôi cả em cũng ráng em nhịn. Xong cái đầu cái ở cũng được đâu mấy tháng, cái đầu cái âm anh thứ ba đó ổng mới thấy như vậy, rồi cái đầu mới chuyện lại, nói chuyện lại này nọ rồi xong xuôi, cái giờ cái hơi là muốn mua nhà đó, muốn mua nhà thì giờ mua nhà thì ông ở này đâu có quy định đâu có gì, ông mua thì phải ông anh ba ông đứng tên mua giùm chứ ổng đâu có mua được. Thì bữa đó đi coi nhà coi ông gì ổng tự coi rồi vậy, mà ông anh ba này ông nói nếu mà mua mình đồng ý chịu mua thì anh mới đứng mua giùm, còn mình không đồng ý anh không có chịu mua đó. Em nói thì giờ thì ổng vậy ổng nói vậy, giờ em biết nó làm sao, lẽ mình ở nhà thuê hoài nó cũng vậy, thì mua nhà cái khu đó nhà rẻ, có nhà đó nhà băng kén nữa có 50 mấy ngàn, năm mấy ngàn à. Nhưng mà nhà mua chỉ có cái vòng ngoài chứ trong hư hết rồi, về về cái sửa lại nói chị là mua vô chị coi, mà em ngu với chị Quỳnh ơi, không phải ngu mà sao ở Việt Nam em đi làm em kiếm tiền cũng khôn, mà sao em qua một ông này sao làm như là cái
ổng mất hết cái hồn của em sợ gì, em đi làm nay không vậy nha, như tiền em đưa cho ổng băng á thì em đứng tên, em biết xài ổng xài hết à, chứ em đi làm một tuần như 7 ngày tới chủ nhật á thì em làm luôn chủ nhật, em tiền đưa cho ổng, ổng đem bỏ băng ổng làm bỏ hết, sáng thứ hai em chở ổng đi bỏ băng được rồi, nguyên tuần đó ổng giữ cái băng, cuối tuần á ổng đưa cho em, ngày sáng em chở em đi bỏ tiền đi không, mà trong tiền tới người ta cho em cũng đưa ổng luôn, em cũng không dám bỏ đi thì ổng cho, cứ nói tối ngày á đụ mẹ đụ má mấy thằng đĩ neo này kia kia nọ, mà em biết neo làm gì không, có chữ neo cái chữ em biết được á thì ta nói neo á hay bỏ chồng này, thì nó chồng sao tao mới bỏ chứ sao tự nhiên tao bỏ được, không tối ngày cứ về kiếm chuyện chữ em á mà không có chữ thẳng, đi từ bắc vô nam, từ nam vô hà nội xong mới tới nhà là ngay em nó vậy á chị, chữ mà em thiệt chị, tới ngày mai em cũng không biết xài thẻ luôn chị, vậy đó không biết xài thẻ luôn chị, dạ. Rồi cái mua nhà chứ làm nhà hả ông ở 2 năm trời mà chứ làm nhiêu nó đưa cho ổng, còn con em cũng đưa, rồi cái kia cái ông đó cũng người Việt Nam, ổng tới ổng mua đồ á, ngày mai thay cái này mai thay cái kia, ổng tự lấy tiền nói, mà em chỉ cần em mở miệng em hỏi một cái là chửi em liền chị, chửi liền, không biết cái ông mà làm á ổng còn nói chứ trời đức ơi đức dữ quá, sao những con nói nó mà chửi vợ mình chửi gì ghê vậy, mình nó có nói gì đâu mà chửi, chỉ đêm nào em cũng khóc cái gì vậy, đêm nào em cũng khóc, rồi cái thằng con em tội nghiệp nó cũng nói bữa đó chửi em là mày đồ khùng đồ điên, con em nó chỉ ra nó nói vậy chứ, ba mẹ dù sao cũng là vợ ba, sao ba chửi mẹ khùng điên không vậy, tao chửi vậy đó rồi sao, ổng xăm xăm vô thằng con em, mày ngồi mà quýnh tao đi, quýnh tao đi, con em thì nó tức thì nó gần mình nó đứng vậy thôi chứ nó không làm vậy, mà đi đồn đó con em quýnh mà hên có cái ăn sữa nhà ông ở đông chứng kiến ông là ông can, ông mày đừng có làm đức đừng làm vậy đức kỳ á, con em vô phòng là đóng cửa phòng lỡ đá cửa phòng thì đủ mẹ hai chồng á quên hai mẹ con mày đi khỏi nhà tao đi, 2 năm trời làm đưa tiền mà muốn mua gì gì trong nhà em không được quyền hỏi, em hỏi tới là chở sáng là chở em đi làm á, em chỉ hỏi vậy chứ anh mua đồ gì mà em thấy dư đủ mẹ mày biết á, là ở nước Mỹ này đàn ông mà lái xe ngồi cái bên không được hỏi nói chuyện biết không, trời ơi em nói thiệt luôn ông mày kể còn nhiều nữa, kể còn nhiều dữ lắm à, chứ đến lúc em chịu nổi trời tiếc nửa đêm vậy, ông muốn say về ông đuổi hai mẹ con em đi, gọi cho cảnh sát tới, cảnh sát hỏi là ý hỏi là ở đây đứa nào kêu, ông đổ thừa hai mẹ con em kêu, rồi cảnh sát nó hỏi, em lắc đầu em nói đâu biết thằng con em, nó nói là không, tụi tao không có kêu, lúc đó có bia rồi, ông đứng ông xếp hàng nhìn ông ổng thôi dám lên tiếng thì nhiều, cái tự mình đâu có biết ổng kêu đâu mà mình nói ổng kêu, cô nói ở đây tụi bay đứa nào gọi cái đồ đọc cái số điện thoại là em nói rồi ông nội đã kêu rồi chứ không, mà ổng nói là ổng không kêu ông hai mẹ con em, tại vì ổng nói tiếng Anh rằng em đâu biết tiếng Anh, thằng con em nó cũng đâu có biết là phải ổng kêu không mà nói ổng đó, cái cảnh sát hỏi giờ bây giờ tóm lại là mày kêu, bây giờ tao hỏi mày mày kêu mà đứng xa đâu dám đứng gần cảnh sát đâu, ổng muốn bia mà hỏi cái ông nói bây giờ tao muốn hai cái đứa này nó đi ra khỏi nhà tao, là ổng nói cảnh sát hỏi à tại sao mày đuổi nó, nói là tao không muốn nó ở đây, tại vì tao hỏi cái nhà này của ai, nó ổng nói là nhà của chị ổng, thì tại vì bà chị đứng tên chứ không phải đứng tên, anh nói chị mày á thì mày kêu không hỏi chứ nói là cái gì của mày mà mày đuổi, nó nói là vợ tao, hỏi vợ mày sao mày đuổi nó nửa đêm, cái nói là thì tao không thích nó ở vậy đó, có hỏi gì chứ cảnh sát hỏi chứ nhà này của mày hay của ai, đó là của chị, mày kêu chị mày tới đây đi mà chị mày đuổi thì tao đuổi nó đi, nhưng mà có đuổi sáng đuổi nó, giờ không có đuổi nó được, giờ khuya mày thấy lạnh mà mày đuổi nó đi đâu, vậy cảnh sát đi trong đầu vô chửi chị, trời ngày nào ổng chửi, ngày nào ổng uống bia ổng chửi, là tiền bỏ ổng làm, thậm chí ổng muốn à em làm bao nhiêu á là phải tiền ổng nắm hết, thậm chí luôn thằng con em vậy đó, nhưng không được lên tiếng, không được hỏi gì, ở ẩm khóc
mà trong khi ở đó 2 năm thì những cái đó thì ông thứ ba ông biết hết á, thậm chí ông còn chửi em chứ là sao mình ngu quá, cái gì cũng nghe lời nó hết trơn vậy, khôn chút xíu đi sao mà ngu vậy, Ông anh chửi em. ba hả? Có dạ, có ai anh chồng mà chửi em đâu, đổ cái mặt mê trai. Em nói trời ơi anh ba, em mê gì đâu mà mê, tại thôi cũng em cũng làm thân em cũng thấy ổng làm quá rồi, bữa nào cũng vậy là cái ông mà làm phụ nhà từ ngày bà mới nói mình giờ anh thấy anh tới đây mấy tháng anh tại vì ổng đi làm hãng tối về ổng mới lợi ổng làm nhà chút chút cho người Việt Nam á, mà chị anh có ý kiến này anh nói cho mình nghe nha, hỏi chứ gì anh Hào cái nói vậy chứ là em á, anh thấy em á, nếu mà em thương hậu con em á thì em nên suy nghĩ lại đi, chứ em mà ở đây anh thấy mẹ không có lớn mà bằng Đức nó vậy hoài anh sợ có ngày thì anh cứ em hỏi có ngày sao anh, cái nói chứ thì con em nó thương em nó dằn không được đó rồi có chuyện, thì lúc đó em mới hiểu ra em mới suy nghĩ, chị Quỳnh em mới suy nghĩ em nói chứ nếu mà mình cứ nghĩ rằng là cái tình cái nghĩa ông đem mình qua đây á mà mình cứ như vậy hoài, em nghĩ rằng là nếu mình đi á mình sợ người ta nói vậy chứ là đem mình qua đây rồi cái mình đi mà người ta đâu biết cái sự việc vậy đâu chị, em suy nghĩ cái em mới nói với cái ông ấy vậy, ông mới nói anh biết mình nghĩ như vậy nhưng mà mình biết Hậu nó 20 mấy tuổi rồi, tự nhiên nó thương em thì nó không dám cãi lời em, thì con em nó ngoan nó không dám cãi lời em thôi, chứ thật sự nếu mà gặp anh mà chứng kiến với con người khác hổng giờ anh chứng kiến nha là không biết tụi này nó thằng Đức nó bị cái gì rồi đó, hay là Hậu bị tương lai con em nữa thì em cũng sợ chị, nó là cái lật bên đây con là bị gì là sợ, em sợ thấy vậy cái là em suy nghĩ cái em nói con em giờ làm sao, giờ về cậu Bảy hay là ở lại đây, cái nó nói thì tìm mẹ, mẹ muốn về cậu thì về còn muốn ở đây thì tìm mẹ, mẹ muốn ở đâu con ở đó, cái em mới nói em cũng lớn gan á, nó nếu mà mình đi về bên đó thì cũng được chứ không phải không, mà nếu em muốn em ở đây tự hai mẹ con em đi ra riêng làm để thử coi coi có thua ổng hay không, hay là tại vì đi qua đây mà không có ổng hai mẹ con em chết vậy đó, thôi giờ con coi coi mướn nhà đi mướn cái tờ này, thì cái hai vợ chồng ông chủ tiệm nail mà em làm á thì ngày nào ông cũng biết hết, chồng bữa thì sáng ông chở em đi làm, chiều hai chồng chủ nail chở em về, thì bữa nào vô ông thấy em khóc có thì ông cũng hỏi thì mình thấy vậy mình nói hồi thì chị biết hồi mà cái nước mắt anh nó rớt vậy đó, thấy em khóc cái em nói cái em nói vợ mình thì thôi thì nếu mà chị mình nhỏ tuổi hơn em nói nếu mà chị thì em cũng thấy chị suy nghĩ ở đây để tội nghiệp cùng Hậu quá, em thấy nó tội nghiệp cái mướn hả chị tháng 700 mấy mà không đủ ấy cho nên không mướn, bắt đầu cái hai chồng đứng ra ấy mướn giùm, bắt đầu mướn mướn thất mạnh hai mẹ con dọn đi, trời ơi chị Quỳnh biết không, ổng đuổi mà đâu có đi, đuổi riết không đi, ổng nghĩ mình đâu có đi, tới ngày em đi ổng như là con trâu điên vậy đó chị, trời ơi ổng làm hùng làm hổ, ổng kêu cảnh sát ổng làm, trời ơi ổng làm quá trời làm luôn, thì mướn mất mình cũng đâu có xa đâu, cũng gần đến nhà mua chứ đâu có xa đâu chị, tại vì đi á, thì hai cái tivi, một cái tivi bự với cái tivi nhỏ này này 65 70, em nói em lấy một cái này, hai tủ lạnh em lấy cái, chị coi nhà mới mua không tiền đó ổng đi mua vậy á chị, nhà sắm vậy đó, cho nên em làm nhiêu tiền hả, nhà ở mà ổng mua đèn mà đèn treo nhà cũ chứ phải chi nhà mà villa nhà lớn giống như nhà sang trọng rồi, mấy cái nhà mà em thấy giống như là ở bên to to đó, ổng mua đèn mà đèn giống như đèn trong nhà hàng đồ về thôi trời ơi dọn đi là bắt đầu ổng làm quá trời làm luôn, ổng đòi kêu cảnh sát thế này thế kia, ổng làm quá trời làm luôn, một ngày em làm làm tiệm ổng gọi điện ổng gọi thiếu điều em nói thiệt cháy cái máy em luôn á, bắt đầu em khóa máy em sợ quá em run quá, con em đổi số luôn, bắt đầu hết ổng đi tới tiệm luôn, ổng đi tới tiệm luôn cái bắt đầu cái bà mẹ cái bà chủ bà nói anh á, cái nói chứ tôi muốn nói chuyện với vợ tôi chút tôi không có gì hết trơn, thì vừa vô cái bà kia là bà thì bà ở đây lâu rồi bà biết rồi, thì cái ổng cũng sợ ổng nghĩ là em không biết thôi với lại ổng ăn hiếp mình em thôi, và khi nói như vậy cái đầu nó vợ cái năn nỉ em mình nói chứ không em có về đó, em đã nói rồi anh cứ đuổi em hoài mà một khi em đi rồi em có về nữa đâu,
rồi xong bảo cái ngồi làm đơn đi vậy. Rồi cái cũng đi ra làm, đi ra cái ông đó làm xong xuôi rồi đã ký, kêu ổng đi nộp. Thì ổng làm, ổng là người làm, ổng người làm bắt em ký. Thì em ký xong thì ổng phải đóng tiền, chứ em đâu biết cái vụ đóng tiền đâu. Cái ông làm ổng kiếm tiền. Cái em mới dựng Minh xong rồi, thôi để cho ổng ấy đi rồi Minh về đi, rồi ở đây anh nộp luôn cho. Là cái ông làm á. Chứ em đi về chị biết coi. Ổng đâu có đưa tiền cho cái ông nội này đóng, đóng tiền gì đó rồi mới đưa nộp lên tòa. Tới chừng em thấy nó gần tết rồi, cái em mua vé em về Việt Nam, em mới điện cho cái ông mà làm giấy tờ, không muốn hỏi ổng mua vé đó. Rồi sao ổng cái em hỏi cái giấy tờ như vậy với em luôn. Ổng nói trời ơi, ông nội Đức ổng có đưa tiền cho tôi đâu mà tôi phải đi nộp tiền chị Minh. Tôi nói ủa vậy sao anh không điện cho em, không sao biết đâu được, ai ai biết đâu điện. Cái hỏi thì vậy giờ em đưa tiền cho anh nộp được không, cái ông nói vậy chứ giờ nó quá hạn rồi, hơn sáu tháng rồi, giờ phải làm lại. Kêu okay, làm lại, cái hỏi làm lại vậy giờ ông không chịu làm sao anh, cái ông nói chứ vậy mình làm đi, kêu ông ký. Sợ ông không ký, ông nói không sao đâu, ổng mà không ký anh có cách anh nói cho ông ký. Vừa em hai mẹ con em chị em dọn ra rồi bắt đầu ổng nói là em á là cặn sừng ổng, lấy thằng nào á nên mới dọn ra, thằng đó thích khe cho hết này kia. Cái ông đó là em của bà đó, tên mít tên xài ở đó giàu lắm ở Memphis này nè, em mời ông đó lấy ông đó cặn sừng ổng từ lúc còn ở chung nhà. Ai ơi em nói thiệt, cái không phải nói, em vó tại cuộc đời của em luôn á chị. Em ở chung được bao lâu nên vậy? 2 năm. À 2 năm. Dạ 2 năm rồi, cái em dọn ra cũng gần 5 năm đó, đã là em mới nộp đơn em đi vậy. Chứ nếu mà giấy tờ của em nó thẻ xanh của em mà 2 năm là ông này ông dám đuổi em đi về Việt Nam luôn đó chị. Trời đó cuộc đời của em đó chị, là em chán em sợ lắm, cho nên giờ hỏi sao mà không dám. Cho nên từ khi mà dọn ra cái hai mẹ con ở riêng rồi, cái em cái nhà này thì mới mua 2016. Giỏi ha, con, mẹ con giỏi nhà, này, nè, dạ. Rồi cho nên em ấy để dần con em đứng tên hết, nó mua em mới đứng gì, em để cho con đứng tên hết. Con em cũng đứng. Đi làm nail hả? Dạ nó cũng làm nail. Nó còn hơn con gái nữa chị, nó chăm sóc cho em còn hơn con gái nữa chị. Em là như vậy là bây giờ em muốn tìm một người bạn em cho em muốn người đó như thế nào? Đó chị em kể vậy đó, chị Quỳnh thấy em muốn thế nào vậy? Chị thấy cuộc đời em muốn cái gì nữa chị Quỳnh? Chỉ cần một người thương thật tình thôi phải không? Dạ, thấy hung dữ em sợ lắm đi. Ở chung ổng 2 năm chị biết ổng, còn cái này nữa em chị đóng được. Thí dụ như mà khi nào mà chị ấy cái gì em cũng chịu, ổng dẫn em đi ăn được mấy lần chị biết không chị Quỳnh? 2 lần. Mà 2 lần có nhiêu tiền chị đón được đi ở Mỹ này, dẫn đi ăn 2 lần đó đón được nhiêu tiền. Mà ai trả tiền? Em trả tiền hả? Ổng trả tiền. Ổng trả chị, ổng trả. Em đâu có giữ tiền, tiền thẻ em gì em bỏ vô băng, em đâu có giữ, ổng trả. Chị đón đi. Em nói 10 người rồi tụi em đón chặt hết á. Dạ. 20 đồng không? Không phải đi nhà hàng, đi ăn tầm thường đó, em nói vậy cho chị dễ đón. 2 lần. Thì là khoảng 10 đồng thôi, bình thường thôi. Thôi để em nói thì chị đón không bao giờ ra 2 đồng. Một lần tốn 1 đồng, một lần không tốn. Trời đất. Một lần tốn 1 đồng. Cái thẻ đi ăn cái gì, bánh gì, hamburger. Một lần bạn không cho giấy ăn không tốn. Một lần vô 2 cái, em cái đi, em 2 lần. Trời đất. Ở với ổng 2 năm, dẫn từ ngày lấy chồng từ năm 2007 ở Việt Nam đau khổ biết nhiều, qua tổ Mỹ tưởng tôi dẫn đi ăn 2 lần chị đó. À, chị ơi. Ok em, câu chuyện của em rất là hay, em chào khán giả giùm chị nha. Dạ em xin chào khán giả, cảm ơn chị Quỳnh cho em được hôm nay được tâm sự cái nỗi lòng của em ở trên đây, em cảm ơn chị Quỳnh. Ok, bye em nha.